Tim đã ngừng đập nhưng người bệnh vẫn có thể nói chuyện và thậm chí là ăn táo. Câu chuyện nghe cứ như là không tưởng này hóa ra lại hoàn toàn là có thật ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện này. Cô Đường 25 tuổi ở Hồ Nam Trung Quốc bị chóng mặt buồn nôn, buồn rủn tay chân rồi đột ngột ngất xỉu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Đường được chẩn đoán mắc bệnh tim cấp tính và tim cô ngừng đập vào ngày 7 tháng 5 sau một cuộc phẫu thuật. Sau đó các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật hiện đại ECMO tức là oxy hóa qua màng ngoài cơ thể để hỗ trợ cho chức năng tim phổi của bệnh nhân. Nói cách khác sự sống của bệnh nhân được duy trì bằng một hệ thống tim phổi nhân tạo nhằm giữ cho máu vẫn lưu thông trong khi họ làm cho tim của cô hoạt động trở lại. Điều này có nghĩa là cô gái 25 tuổi vẫn có thể thở, ăn uống và nói chuyện dù tim đã ngừng đập. Sau khi được điều trị trái tim của cô Đường đã đập trở lại vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 5 tức là sau khoảng 12 tiếng ngừng hoạt động.